lại xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên trong video này, cho phép em xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc. Thì ngày hôm nay thì em rất là vui khi được một bác khách hàng, bác giấu tên nhưng ở địa chỉ là thôn 4, Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng và ủng hộ shop một chiếc xe đạp đua Viventer. Thì em làm video này là trước tiên là để gửi cho bác về cái quy trình em lắp xe, cũng như là một cái video nên em xin phép bác, nếu như bác cho phép thì em cũng làm một cái video để hướng dẫn các bác lắp ráp xe, đăng lên kênh YouTube của em. Thì tiện đây em cũng xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch để cho các bác nào mà chưa mua xe ở bên shop em các bác biết. Thì shop em là ở Bắc Giang, các bác nào mà ở gần các bác đến trực tiếp bên shop em xem xe cũng là mua xe trực tiếp luôn. Thế còn các bác nào mà ở xa như là bác khách hàng ở dưới Quảng Ninh này thì các bác cứ gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em để ở phần tiêu đề cũng là phần mô tả, thì bên em sẽ có em là chủ shop, em trực tiếp nghe máy cũng là tư vấn, các bác kết bạn Zalo qua số điện thoại đó thì em sẽ gửi hình ảnh, gọi video, quay xe trực tiếp cho các bác xem đó. Và shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp gấp. Các bác nào mà có nhu cầu tham khảo thì các bác cũng gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em để phần tiêu đề, cũng kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đó luôn nhé. Đó. Thì đây các bác ạ, đây là hiện tại là anh kỹ thuật bên em đang chuẩn bị lắp cái phần tay lái, hay còn gọi là cái phần đây là phần tay lái hay được gọi là phần ghi đông. Đó. Hay còn gọi là phần ghi đông các bác. Rất là đơn giản thôi. Thì tiện đây em cũng xin nói qua về cái quy trình khi mà nhà em nhập xe từ công ty về ấy. Đây các bác thấy này, hôm nay nhà em đập hộp là 4 em xe đạp Viventer, để đồng thời là gửi tới 4 bác khách hàng luôn. Rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ shop. Thì nhà em mà nhập xe từ công ty về thì nhà em ráp xe lên nó có theo xe như thế nào thì nhà em quay lên như vậy. Thế còn các bác yên tâm khi mà các bác mà mua hàng bên shop em ấy thì shop em sẽ tặng kèm những cái phụ kiện mà có thể là không đi kèm theo xe. Thì ví dụ như chiếc xe đạp Viventer này thì nhà em sẽ tặng kèm cho các bác thêm một cái giá đựng bình nước, cộng bình nước để các bác có trang bị cho mình được nước uống khi mà đi đạp xe. Đó, và tặng kèm cho các bác là một bộ lục đa năng để khi các bác nhận xe về các bác có đồ để các bác lắp xe nhé. Đây hiện tại là nhà em đang ráp xe lên để kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe. Đấy, sau đó mới lại tháo trở về vị trí ban đầu và đóng lại vào hộp như nguyên đai nguyên kiện như kia để gửi đi cho các bác. Đấy, về các bác phải có đồ để các bác lắp, và kèm theo nữa là một phiếu bảo hành. Trong thời gian mà bảo hành xe thì xe nó có gặp bất cứ về một cái sự cố hay là lỗi nào về nhà sản xuất thì bên em sẽ hoàn xe về và bên em sẽ khắc phục lỗi rồi gửi lại cho các bác. Nếu còn xe mà lỗi mà không thuộc về nhà sản xuất thì các bác thông cảm là bên em sẽ không chịu trách nhiệm đó. Và tiện đây em xin thông tin với các bác nhé, các bác mà ở Bắc Giang mà mua xe ở shop em á thì các bác sẽ được miễn phí giao hàng tận nhà đó. Và các bác mà mua xe với trị giá đơn hàng trên 10 triệu nhà em sẽ tặng full phụ kiện cho các bác luôn. Đấy, một số thông tin cũng gửi tới các bác. Và đây là anh thợ kỹ thuật ở bên em. Các bác mà có xe đạp thể thao nhé, bất kể các bác mua ở đâu không quan trọng cái điều đó, kể cả không phải mua ở shop em mà các bác đi có gặp sự cố gì về xe, hỏng hóc, những lỗi gọi là nhỏ cơ bản, các bác cứ gọi điện sang bên shop em. Bên em sẽ có anh thợ kỹ thuật này trực tiếp, là các bác gọi video thì anh sẽ hướng dẫn các bác khắc phục lỗi online 24/7 nhé. Đó. Ở đây thì đang lắp phần tay lái này. Ở đây nó có 4 cái phần ốc, 4 cái phần ốc lục này. Các bác tháo ra các bác lắp vào. Sử dụng đa phần là bằng lục hết nha các bác nhé. Thì chiếc xe đạp này đồ đi theo xe thì ở đây trong hộp này gồm có là phản quang phía trước này,
đây là cọc yên và yên này, bàn đạp này, đó, nó chỉ có như vậy thôi. Và các bác yên tâm mua xe bên em, em sẽ tặng cho các bác thêm phụ kiện đó, để các bác đạp xe nó trang bị cho mình được những cái gọi là cơ bản nhất. Thế còn tùy vào cái nhu cầu các bác, có thể là có nhu cầu là mua thêm đấy, thì các bác cũng cứ liên hệ bên em đều có đủ cả. Và cái chiếc xe đạp đua Vventer này ấy, em giới thiệu qua cho các bác là đây là bánh của nó này. Bánh của nó là bánh 700x25C. Và cái bánh này thì cái phần lốp, lốp là sử dụng là cái lốp được làm bằng cao su cao cấp. Và cái phần nhám nó không có nhiều như là xe đạp địa hình cũng như xe đạp thể thao đâu các bác nhé. Kích thước lốp nhỏ để tăng cái độ lướt của xe khi mà đi đạp đường trường. Phanh sử dụng là phanh thắng đĩa và nó không có dầu. Phanh thắng đĩa không có dầu. Phần van thì sử dụng van giống van xe máy nha các bác nhé, để điều chỉnh được cái lượng hơi bên trong này. Thì nếu như mà căng quá các bác phải xả bớt đi, còn non thì các bác phải bơm hơi vào để đảm bảo là cái lượng hơi nó ổn định. Các bác đi xe nếu mà căng quá nó sẽ bị sóc, mà nó non quá thì là các bác đi là nó sẽ bị ảnh hưởng đến phần xăm, nó bị dập xăm, bánh xe nó sẽ không hoạt động nữa. Đây, đây anh đã lắp xong cái phần tay lái này. Phần tay lái này thì được làm bằng nhôm nhé các bác nhé. Và thiết kế là tay thuộc hay là ở ngoài Bắc bọn em gọi là tay cong, trong miền Nam gọi là tay thuộc. Được làm bằng hợp kim nhôm, trọng lượng rất là nhẹ. Và được thiết kế phanh ở đây. Xung quanh đây phanh là được thiết kế là 4 cái phanh, 2 phanh bằng và 2 phanh ở chỗ tay thuộc này. Và cái phần tay lái này là được quấn một cái lớp cao su lon này. Và có phần nhám để các bác cầm nắm nó không bị đau tay, rất là êm tay. Nó các bác đạp xe cảm giác nó thoải mái. Phần củ đề của hãng Shimano này. Củ đề của hãng Shimano. Rất là nhanh, anh đã chuẩn bị lắp xong phần bánh xe rồi. Giờ chỉ cần lắp phần yên. Ở đây thì cái phần bộ phận chuyển động nó ở đây gồm 3 đĩa nhé các bác nhé. Đấy, cho các bác không biết, chưa biết chưa tìm hiểu về chiếc xe đạp này. Lít thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lít. Đó. Đùi đĩa bên trong phần trục ở đây là được thiết kế bằng vòng bi bạc đạn. Thì cũng xin chia sẻ với các bác là với cái thời buổi dịch bệnh như này, với cái thời buổi dịch bệnh như này mà khi mà các cái hoạt động tập trung đông người, thể dục thể thao tập trung đông người mà đang bị hạn chế thì rất là nhiều các bác đã có chuyển sang đi xe đạp. Các bác đi xe đạp thứ nhất là để rèn luyện sức khỏe, thứ hai nữa là các bác vừa đạp xe các bác vừa vãn cảnh thư thái đầu óc, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh, rất là hay, rất là phù hợp. Mà ở các bác ở cái các cái vùng nông thôn với cả ven đô ấy, thì cái điều kiện kinh tế cũng có thể là không để bằng các bác ở đô thị được. Thế nhưng với phân khúc xe tầm trung như chiếc xe đạp Vventer này và kết hợp với cả ở các cái vùng nông thôn bây giờ đường bê tông hóa cũng rất là nhiều, đẹp rồi, các bác đạp xe cũng rất là ok. Đó. Đây là lắp phần bàn đạp nữa nha các bác nhé. Rất là nhanh thôi các bác. Cấu tạo đơn giản các bác. Thì video này thì em quay lên để gửi cho bác khách hàng dưới Quảng Ninh, thì bác xem xong video này thì các bác về nhà em lắp như nào thì bác cứ lắp nguyên như thế cho em nhé. Ở đây thì trước khi gửi đi thì
anh kỹ thuật bên em đã phải cân chỉnh cho bác rồi. Và sau khi em kết thúc video này, lắp hoàn thiện xong là đến phần chỉnh xe, cân chỉnh xe thì em có thể em sẽ quay video em gửi riêng cho bác để bác biết được là chiếc xe của mình đã được cân chỉnh như thế nào. Nên các bác yên tâm. Đó, đây là đã hoàn thiện xong chiếc xe đạp ráp lên dành cho bác khách hàng ở Quảng Ninh. Thì một lần nữa em xin cảm ơn bác. Bác giấu tên có địa chỉ ở thôn 4, Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn bác đã tin tưởng và ủng hộ shop một chiếc xe đạp Dua Venter phiên bản màu đen đỏ. Ở đây nhà em sẽ cân chỉnh lại rồi video đóng hộp em sẽ quay riêng. Cái đấy em sẽ gửi cho bác nhé. Và em cũng xin nhắc lại là shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua. Các bác nào mà có nhu cầu tham khảo, các bác có thể gọi điện trực tiếp theo số điện thoại em để ở phần tiêu đề cũng là phần mô tả. Thì bên em có em là chủ shop, em sẽ trực tiếp tư vấn cũng như là báo giá cụ thể này. Và các bác kết bạn Zalo qua số điện thoại đó, em sẽ gửi hình ảnh và gọi video quay xe trực tiếp cho các bác xem luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Và qua video này các bác nào mà có yêu thích em thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như là bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.